Hiện tại thì Tuấn đang ở trên chỗ đường Hồ Sen đi vào chỗ đường chợ hàng cũ để vào khu chợ hàng. Chỗ đoạn này thì Tuấn đã quay về đường Hồ Sen, thì chỗ đoạn này hôm đấy là 18 tháng 1 năm 2022 thì bắt đầu động có quất và đào vừa lấy là mọi người nhìn thấy mai. Đó là cành mai. Thì thường là nếu mà hồi xưa mọi người từng đi chợ hàng thì thường đã ở từ chỗ đoạn này đã là bán khá nhiều đồ vào những ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà hôm đấy thì Tuấn đi vào ngày thứ hai. Tại sao Tuấn lại chọn đi vào ngày thứ hai? Thực ra nó cũng có nhiều lý do. Thứ nhất là quan trọng đối với Tuấn, đó là đi để còn ngắm được, để còn xem được. Đó. Thứ hai nữa là trong cái thời buổi dịch dã như này thì chúng ta cũng không nên tập trung quá đông người trong một cái thời điểm nào đó. Và thứ ba nữa là đó là thứ ba, ngày thứ ba, ngày 18 tháng 1. Đó, còn thứ ba nữa là review trước để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được chợ hàng trong cái thời điểm trước Tết khoảng 2 tuần thì sẽ như nào, có gì để mình có thể chuẩn bị mua sắm rồi là sắm cây cảnh trong cái thời gian Tết sắp tới để trang trí nhà cửa trong thời gian tới này này. Đấy, thì thường thường là thứ bảy chủ nhật thì mọi người sẽ thấy là dọc cái đoạn này trước khi vào chợ hàng cũng có bán những cái đồ, từ những đồ lặt vặt, đồ cũ, đồ kia các thứ, rất là nhiều thứ đồ lắm. Mọi người nếu mà xem video trước của Tuấn thì mọi người có thể tham khảo được là chợ hàng trong cái thời điểm thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà trong cái thời điểm dịch dã như này thì chợ hàng cũng có một vài cái thay đổi. Thì trong cuối video Tuấn sẽ chia sẻ chi tiết và cho mọi người nhìn hình ảnh. Còn đây là rẽ vào chợ hàng, thằng kia đi ra miếu ngoài xã nhé. Đấy, đây. Thì đi thẳng đây nữa là ra đường Nguyễn Văn Linh phía đầu kia. Nói chung là ai đến chợ hàng đều biết rồi. Đoạn này thì trên thẳng cái đoạn đường này ra đường Nguyễn Văn Linh thì đã bán chủ yếu là cá, đồ ăn cho cá, cá cảnh, đủ các loại cá, cá rẻ lắm. Hôm nọ Tuấn mới mua một đôi cá vàng có 30.000 một đôi. Cá to, khá to, 30.000 một đôi. Nhìn đẹp, nuôi đến tận bây giờ Tuấn mua phải được mấy tháng rồi. Xong vừa rồi Tuấn cũng mua một cái sủi nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rẽ sang đường Hoàng Minh Thảo để ngắm một chút về khu chợ hàng, tức là dọc dọc của đoạn Hoàng Minh Thảo này nhé. Thì có một chút thay đổi ở đây thì Tuấn sẽ quay chậm chậm để mọi người có thể hình dung ra được, nhìn được, ngắm được. Thấy chưa, mọi người nhìn thấy nó thoáng như này cơ mà, đúng không? Thực ra thì đây là gần Tết rồi cho nên là còn ngồi ấy tràn ra ngoài vỉa hè khá là nhiều. Chứ còn vừa rồi thì thành phố cũng cho dẹp một số cái mà họ lấn chiếm ra ngoài. Nhưng mà thôi, nói chung là gần Tết để phục vụ người dân. Nó là một khu chợ, nó cũng rất là nổi tiếng từ xưa đến nay, nổi tiếng của Hải Phòng rồi. Và về cây cảnh, hoa cây các thứ thì thôi gần Tết thì mọi người là sẽ tiện đi qua đây. Thường mọi người sẽ đi trên xe và ngắm. Thì Tuấn muốn trải nghiệm cho mọi người nhìn thấy là trong những cái ngày thường thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy này này, à thứ năm, thứ sáu này, thì mọi người có thể ngắm được dễ dàng. Đấy, bán từ sáng đến chiều tối luôn nhé. Bán đến khoảng 5-6 giờ tối luôn. Nếu mà mùa đông này thì tầm 5 giờ là bắt đầu là sầm sầm tối rồi thì chắc mọi người cũng khó nhìn thấy. Nhưng mà đi cái tầm 4 giờ, ok, lúc đấy thì cũng sẽ đông hơn. Tại vì lúc đấy mọi người sẽ đi làm về. Nói chung là trong cái tầm thời điểm như này, cách Tết khoảng 2 tuần như này thì gần như là chợ hàng là cũng chắc là cũng chuẩn bị đầy đủ các loại cây cảnh, hoa lá, các thứ. Mọi người nhìn đấy thì để mọi người có thể mua sắm và trang trí ngày Tết rồi. Đặc biệt những giỏ hoa, giỏ lan, giỏ cây cảnh nhỏ. Và đây lác đác bắt đầu là có quất, có cành bưởi. Nhưng mà thực ra là rất nhiều lan và những loại hoa, cái chậu hoa mà treo ban công sống được ở ngoài trời đấy. Thì như trong video trước Tuấn cũng đã chia sẻ là Hải Phòng bắt đầu là trồng hoa dọc các công viên, công viên các thứ rồi, kể cả hồ Tam Bạc rồi. Thì mấy cái chậu hoa đấy là sống ngoài trời rất là tốt, nó cứ một thời gian nó lại có hoa, một thời gian nó lại có hoa, rất là nhanh. Thì đó, thì ở đây cũng có sẵn để cho cô chú anh chị các bạn có thể trồng để trang trí những cái hành lang, à những cái ban công của mình. Và đặc biệt ở đây đấy có cả quất và bưởi các thứ rồi. Và ở đây thì Tuấn từ nãy giờ Tuấn thấy là có năm nào cũng thế thôi, cúc mâm xôi là một cái điều không thể thiếu được ở trong cái ngày Tết thì sao ấy, bây giờ là như thế. Nó đẹp, nó khóm khóm, nó cao vừa phải, khoảng 3-40 phân cũng có, đấy 50 phân cũng có, để trên chậu thấp, chậu cao nó đều đẹp cả.
nó tỏa một cái màu vàng rất là đẹp luôn. Nó có cả những cái quất nhỏ thì chắc là cũng tầm trăm, hơn trăm một chút thôi, mọi người có thể tham khảo được. Đây này, chưa gì đã sắm cúc mâm xôi về rồi này. Sắm cúc mâm xôi cả một cây thôi, xong về làm trồng vào cái chậu của mình. Tại vì thường đến bây giờ thì nhà nào cũng có một cái chậu riêng của mình rồi, đẹp. Xong rồi trang trí một chút vào để ở ngay đầu bàn hoặc ở để hai trước cửa nhà, nó cực kỳ là đẹp luôn, thực sự là như vậy. Đó, ở đây thì Tuấn cứ đi dọc dọc đây chia sẻ dần để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo. Và ai đã từng xem những video trước của năm vừa rồi thì mọi người cũng nhìn thấy đấy. Hoặc là những cái đợt thứ bảy chủ nhật Tuấn đi là mọi người cũng nhìn thấy nó rất là đông, nhưng mà đi như này thì thoáng. Thì Tuấn cũng xin chia sẻ khuyên mọi người là lên dành cái thời gian một chút, mình nếu mà mình muốn sắm đồ thì mình nên đi sớm một chút và đi vào những ngày thường để tránh thứ bảy chủ nhật ra. Có thể là trong thứ bảy, ai mà muốn cái không khí vào cái ngày thứ bảy chủ nhật mà nó đông, nó nhộn nhịp ấy, thì có thể đi lướt qua một chút. Còn đâu nếu mà đi mua cây chọn cây vào những ngày thường này thì những nhà bán hàng họ có cái thời gian họ tiếp mình, chia sẻ cho mình. Tuấn và mẹ Tuấn cũng đã từng mua cây ở đây. Đây này, một loạt cúc mâm xôi đẹp đấy, đang chuẩn bị này. Thì khi đến đây mua thì họ cũng tư vấn cho mình cách trồng cây, cách phân bón như thế nào, cách trồng cây như nào, cách giữ cây như nào. Có kể cả mua cá vừa rồi cũng thế nhé, cách chăm cá như nào. Một bí mật chăm cá đó là không nên cho ăn nhiều. Từ đầu mình cứ tưởng là cho ăn nhiều thì là tốt đó. Rồi đến chỗ đoạn hồ ông báo rồi thì Tuấn muốn rẽ vào cái địa điểm này để mọi người có thể tham khảo được. Và Tuấn cũng muốn ngắm là xem bây giờ nó đã có nhiều chưa. Tại vì là hồi trước mình đi mình cũng không để ý đâu. Nhưng mà phía trong này này, phía trong cái đoạn mương này này, đấy, đi xong rồi đi vòng chéo ra phía đường Nguyễn Văn Linh ấy, có cái khu đấy bán khá là nhiều. Nhưng mà mỗi tội là đường nó hẹp thôi. Mỗi tội đường nó hẹp thôi. Năm ngoái Tuấn đi bán khá là nhiều thì không biết là năm nay đi như thế nào. Rồi tí Tuấn sẽ quay ngược trở lại, lại đi phía bên phải đường, lại quay sát cho mọi người, cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được. Đấy, quanh quanh đây là họ cũng cây cảnh cũng khá nhiều rồi. Đó, thì đây, rẽ vào trái đây thì mọi người cũng có thể là mua cây cối được. Nếu mà ai đi từ đường Nguyễn Văn Linh, đường 3 Nguyễn Văn Linh thì có thể đi ngược vào đây. Đó, thì dọc đây thì mình thấy là họ cũng kiểu nhiều nhà ở đây họ bán cả những cái đồ trồng cây, trồng kiếp các thứ và những kiểu như là cái chất để phân bón ấy cho cây. Đó. Ồ, như hôm nay thì chắc là cách 2 tuần cho nên là cái đoạn này thì mình thấy hôm nay là chưa có mấy, chắc là phải phía trên đầu kia. Với là đoạn này nó cũng hẹp, nhưng mà cái đợt năm ngoái Tuấn đi ấy, thì nó vào sát Tết đấy, cho cả con gái đi để mua cây để nó ngắm cây, mà muốn mua cây để hành lang xem như nào. Đó, đoạn này thì bắt đầu là có cái cảnh rồi. Thì năm ngoái Tuấn đi thì gần như là dọc cái chỗ này luôn, hai bên đường họ đầy những hoa lan chậu nhỏ các thứ, đi khá là đông, hơi chật hẹp một chút thì mọi người chú ý trong cái việc này. Thực ra thì hôm nay cũng cho con gái đi để ngắm cây cảnh một chút để mình cũng tiện là mình ngắm, mình chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn. Mấy hôm tranh thủ mấy hôm nắng đấy. Còn trong cái video hôm nay thì chắc là hôm nay làm mình làm thì là 20 tháng 1, còn chắc là mai 21 thì mọi người có thể tham khảo được xem cái video này. Thì hôm nay là trời lại mưa âm u. Thấy bảo theo dõi cái thời tiết dự báo năm nay thì mọi người phải chú ý nhé. Là thấy bảo là mấy ngày Tết gần Tết là có mưa đấy, ở miền Bắc có mưa. Thì thực ra thì nó cũng rộng thôi, có chắc là có chỗ mưa nhỏ mưa to. Thì mọi người chú ý xem như nào, bố trí thời gian tranh thủ lúc nào được trời nắng ráo khô ráo thì mình lên đi sắm cây sớm để cho một là cũng là ủng hộ bà con trồng cây trong cái mùa Covid rất là khó khăn này. Mình nghĩ năm nay cây giá cây nó cũng không đến nỗi là cao lắm đâu. Bà con trồng cây chắc là cũng muốn bán để kinh doanh, để kiếm một chút để ăn Tết. Cho nên là mọi người nếu mua sớm được thì nên mua sớm. Đó, cái thời tiết nó cũng sẽ rất là lạnh. Ví dụ như là mấy hôm nay là nó rơi vào tầm khoảng buổi sáng nó rơi tầm 15-16 độ C. Còn tầm trưa thì khoảng 19-21 độ. Đây đường Nguyễn Văn Linh này, đó vẫn rất là nhiều xe container, mọi người chú ý. Mà Tuấn cũng đã review cái đường Nguyễn Văn Linh này rồi.
kể cả dọc đi thẳng ra đường Tôn Đức Thắng xong rồi dọc về Sở Dầu rồi chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn rồi. Rồi chúng ta lại quay lại phía đằng kia và đi dọc phía bên phải để mọi người có thể ngắm được hoa nhiều hơn nhé. Đó, à đây, đấy, mọi người chú ý thế chưa? Nói chung là cái đợt vừa rồi Hải Phòng cũng chú ý cái việc chợ hàng này, cho nên là việc là dẹp đường hoặc là làm sao cho thông thoáng đường phố, đường để mọi người có thể mua sắm đợt Tết này thì cũng thấy liên tục có những xe của phường đi lại để dẹp bớt cái việc mà để xe dưới vỉa hè, ví dụ như là mua bán rồi để bừa rồi để vòng ra là đôi khi là cũng bị dẹp đấy, cho nên mọi người nhớ chú ý cái việc này nhé. Thực ra cái việc mà dựng xe không tránh được trong những ngày sát Tết đâu, nhưng mà đấy mọi người nhìn chưa, đấy có một anh đấy có mấy chú đang đứng ở trong chỗ hoa lan này này. Đợt trước Tuấn cũng quay cái đoạn chỗ này, cũng vào thăm cái quán hoa lan này, thấy khá đẹp, khá nhiều ấy. Đấy thì mọi người chú ý cái việc đấy, nói chung là hạn chế được cái việc mà dựng xe dưới đường thì là tốt nhất, mọi người thong dong. Nói chung là cứ đi từ từ, nhưng mà thôi cố gắng mà đi sớm đi để có thể là ấy được, chứ không phải mưa gió gì lạnh rét các thứ nữa thì mọi người có đi có thể mua được, nhưng mà chắc phải mấy hôm nữa, hôm nay thì mới là có mười mấy thôi, mấy hôm nữa thì chắc là cây cối các thứ nó vẫn nhiều lên. Về bản chất thì chợ hàng thì luôn luôn đủ cây cối và các loại hoa lá cho mọi người có thể mua sắn, kể cả những cái ngày thường bình thường được, nhưng mà Tết thì có thêm ví dụ như là đào, quất, bưởi, những cành đào nhỏ, những cây quất nhỏ, cây bưởi to nhỏ, những loại hoa dơn, loại hoa khác đặc biệt trong ngày Tết để mọi người có thể tham khảo được. Ví dụ đặc biệt là những cái cây mai nhỏ như này để bàn chơi, hoặc là những nó gọi là cái đào gì nhỏ nhỏ này, mình nhớ mang máng thế, đó cái mấy cái cây đào nhỏ nhỏ hoặc là cây mai. Để mọi người có thể là để trên được, lúc nó nở ra khá đẹp, để trên bàn nở ra khá đẹp, mình thấy như thế đó. Hoặc là những chậu hoa hồng kia để ở những khu góc bàn, góc tường nhà rất là đẹp luôn đấy. Một chút chia sẻ để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được về khu chợ hàng một cách sớm nhất, để mọi người có tính toán được cái thời gian để có thể ra đây thấy như nó như nào, để biết được là đây có gì rồi, để mọi người có thể ra tham khảo mua cây trước thì ra đây, rồi mấy hôm nữa lại lượn ra làm một cành đào thôi, đỡ phải mất thời gian chen chúc rồi là hết là mua hoa rồi lại mua đào, lúc đấy là chỉ mua thêm lát vặt một chút thôi. Mà mua đào thực ra là Tuấn cũng đã quay rồi, hoặc là chợ hoa rồi, ví dụ đường Lê Hồng Phong, đường Hồ Sen đấy, mấy hôm nữa lại khu An Dương nữa. Đấy, thì là mọi người có thể là mua đào, mua quất ở những khu đấy. Còn gần như là chợ hàng là có những cây hoa như này. Kể cả những cái chợ hoa thì họ cũng bán luôn cả cho mọi người những cái cây nhỏ nhỏ như này. Nhưng mà nói chung là ra đây thì mọi người có gần như là đầy đủ các thứ. Mà ai cũng ở người dân Hải Phòng, mặc dù có những người mà đi chợ hàng khéo một tuần đi một lần, nhưng mà đi vào thứ bảy hoặc chủ nhật thì họ vừa là có thể là ngắm hoa, hoặc là họ có thể là mua chó mèo cây cảnh, rồi là mua những cái đồ cũ, nhiều người là săn đồ cũ cho nên là đi khá là nhiều, đậy hoa giấy khá là nhiều mọi người nhé. Năm ngoái mình thấy có mấy cây hoa giấy, họ có cả hoa giấy đổi màu ba màu cùng một lúc trên dây đó, những dòng hoa này 100.000 một vé để gửi ô tô để mọi người có thể đi bộ mua sắm được đó, có thể gửi ô tô những cái quán này. Cái chỗ đoạn này là có từ lúc đấy từ chỗ đoạn Hồ Báo hoặc là đi thẳng ra đầu đằng kia thì Tuấn cũng đã review cho mọi người là cái khu đường này rồi đó, đường Hoàng Minh Thảo rồi, đó là một đường về ẩm thực, về đồ nướng đấy, ẩm thực về đồ nướng thì Tuấn đã review rồi, mọi người có thể tham khảo được đấy. Còn đây là hoa đồng tiền đấy, mọi người nhìn để rõ đi chậm để mọi người nhìn rõ hơn đó. Thì một số quán ở đây thì họ cũng nghỉ, nói chung là cũng rất là khó khăn cho những quán hàng ăn đến thời điểm này, trong VL một vài VL đến thời điểm này ngày 20 tháng 1 rồi thì Hải Phòng cũng mới vẫn là luồng cam thôi, còn hy vọng là sẽ xuống luồng vàng
đường xanh thì quá là tuyệt vời, thì mọi người có thể vẫn ăn uống các thứ được. Còn đâu là dọc các quán này, mình nghĩ là trong cái thời điểm này chỗ đường Hoàng Minh Thảo chắc là cũng chỉ lác đác thôi, cũng không dám mở mấy quán ở đây. Mình thấy là gần như là họ nếu mà họ bán, thường họ bán cả buổi trưa nữa, chắc là bây giờ họ cũng bán mang về cái ếch các thứ này, nhà hàng chỗ ếch gà các thứ, hoặc là ngồi số lượng ít thôi. Bên này có chỗ bán lan khá là to rộng đẹp đấy. Nói chung là một chút hình ảnh để cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo được và hình dung được khu vực chợ hàng trong cái năm 2022 này, chuẩn bị Tết để mọi người có thể mấy hôm nữa ra đây mua thêm các thứ nhé. Đấy, đây buffet các thứ này. Đấy, nói chung là vẫn kín mít. Mà tầm này Tuấn đi là cái tầm 10 giờ hơn đấy. Thực sự là 10 giờ hơn. Rồi, còn một đoạn nữa thôi là hết cái tuyến đường này. Thì Tuấn đi từ từ để mọi người có thể tham khảo được. Và một đoạn nữa thì Tuấn sẽ chia sẻ nốt cái đoạn vào cái không trong cái khu chợ phía trong, phía chính. Thường là mọi người vào đấy là mua vật nuôi, gà, qué, chó, mèo, tất cả các thứ rồi là bán cả đồ quần áo các thứ mà mọi người đã từng xem trên kênh của Tuấn về chia sẻ khi mà chợ hàng này rồi. Thì tí nữa Tuấn sẽ quành vào đấy để mọi người có thể tham khảo được nhé. Còn cô chú anh chị và các bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh Tôi Yêu Hải Phòng bằng cách nhấn nút đăng ký ở ngay phía dưới góc phải của video ấy. Đó. Rồi mấy hôm nữa Tuấn lại review chia sẻ lại cho cô chú anh chị các bạn về cái khu vực chỗ chợ hàng này trong cái ngày giáp Tết, xem cái không khí ấm áp, không khí vui nhộn, không khí ồn ào của nó xem nó như thế nào nhé. Đấy, còn cái đoạn này thường là mấy hôm Tết ấy, nó rất là đông. Mấy hôm gần Tết ấy, là bán hoa dọc đây khá là nhiều. Nhưng mà mình hôm nay thì là cũng chưa được nhiều lắm. Thì mọi người chờ 1-2 hôm nữa. Đây, phía đằng kia là ra chỗ khu đường Nguyễn Văn Linh rồi. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ quay lại, vòng luôn vào cái khu chợ kia để mọi người có thể tham khảo được rõ hơn nhé. Đấy, đường Nguyễn Văn Linh vẫn container vẫn chặt, vẫn tắc như thời điểm là 5 giờ làm trước đây, mà tầm 10 giờ sáng, hơn 10 giờ sáng mà cũng suốt ngày công. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quành vào cái khu chợ đấy để mọi người có thể tham khảo rõ hơn. Chắc là mọi người sẽ, nếu mà ai ít khi đến đây chắc sẽ hơi ngạc nhiên một chút, hoặc là kể cả những người ở xa. Đấy, thì thực ra thì ngay chỗ đoạn này rẽ vào một chút, rẽ trái ấy, từ đoạn đường đấy thì chỗ đoạn bán rất là nhiều cá này. Đây là cái video Tuấn ghi lại cách đây khoảng hơn tháng rồi, đi tầm chiều muộn cho nên mọi người sẽ thấy hoàng hôn. Còn đây là sẽ vào cổng chợ hàng đấy, mọi người nhìn chưa, bây giờ không còn những cảnh buôn bán chó mèo ở đây nữa. Thường là có thể là những ngày thứ bảy chủ nhật thì có thể là vẫn còn những họ mà mang chó mèo ra đây bán, nhưng mà bây giờ là không được tập trung ở trong này nữa rồi. Đó, còn bây giờ là trong này là trồng hoa, trồng cây cảnh, những loại cây mà mọi người sẽ nhìn thấy mà được treo rất nhiều ở những công viên trong những dịp Tết mà lúc ấy Tuấn nói đấy, những loại hoa này. Đây, thông báo tạm dừng họp chợ chống dịch, khi nào có ấy thì sẽ thông báo lại sau. Đấy, còn những loại hoa này ở đây trồng rất nhiều nhé, ai muốn chọn thì vào trong này chọn rất là nhiều luôn. Những cái lãng hoa này được trồng, đây là những lãng hoa mà sống được ngoài trời rất là tốt, mọc nhanh đấy, sống dai đấy. Rồi quanh lại thôi đấy, một chút chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể hình dung được phía trong này như nào. Còn thứ bảy chủ nhật hình như là tại vì Tuấn cũng ít khi đi nên là thứ bảy chủ nhật thì như mọi người vẫn nói chung là mua chó nghèo các thứ hoặc là đồ ấy thì vẫn bán dọc đây, kể cả những đồ cũ thứ bảy chủ nhật họ vẫn bán dọc ở phía ngoài phía kia, thì mọi người có thể tham khảo. Chắc là có dịp Tuấn sẽ đi lại để chia sẻ cho cô chú chị các bạn. Còn hôm đấy cái đoạn video này Tuấn đi trước khoảng hơn tháng rồi, lúc mà đi mua cá thì rẽ vào đây chia sẻ luôn cho cô chú anh chị các bạn. Rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ kênh Tôi Yêu Hải Phòng trong thời gian qua.
và rất mong cho cô chú anh chị các bạn góp ý để kênh Tôi Hiểu Phòng có thể là làm được tốt hơn, chia sẻ được nhiều hơn cho tới cô chú chị các bạn tham khảo về sự phát triển của Hải Phòng, cảnh đẹp Hải Phòng, ẩm thực Hải Phòng và đường phố Hải Phòng trong những thời gian sắp tới nhé.